Hello xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em vẫn quay quay vàng cho anh em mình canh nụ ngày 17 ha anh em thì ở đây làm tay đã vô mùng được hai ngày rồi ha tại vì à, năm nay như mấy cái clip trước á, thì đa số là thời tiết năm nay nó sẽ nóng nên đa số anh em sẽ lãi 12 13 là có một số anh em lãi rất là nhiều nên gặp không khí nóng anh em thời tiết của mình nó nóng nó không có lạnh giống như hàng năm á thì không cần vô mùng thì nó đã nở sớm rồi vô mùng cái nữa thì nó nở tan bét luôn ha còn đây thì dẫn với cái cách xử lý là hàng năm giống như năm rồi em cũng có quay cho anh chị em mình đó là khi mà mình lãi lá thì không có cần phải thời tiết nóng hay lạnh nữa khi mà mình xử lý như vậy thì có thể là sẽ không cần nóng hay lạnh mình sẽ kiểm soát được cái thời lượng thời tiết luôn cái sức nóng sức lạnh đó mình sẽ kiểm soát được nên mình cứ là 15 lại thì 15 lãi xong đâu đó ngon lành hết 16 vô mùng 17 vô mùng bữa nay thì sẽ gỡ mùng ra anh em nhớ kỹ ha cái này clip năm rồi em cũng có nói rất là kỹ cái khâu này cái khâu này là giống như cái khâu phải cất là kỹ tại vì á, là cái thời gian mình trùm mình kính hơi như vậy nè nó phải có thời gian nhất định nha đây đây á, thì sẽ là hai ngày và ba đêm nha chứ không phải đổi anh em mình nghe ngược lại cái là tiêu nha anh em cái này thì anh em mình có theo dõi kênh của em hồi năm rồi thì anh em mình đã nắm cái khâu này rồi ha đây thì người ta làm với cái cách này thì tầm khoảng 15 là người ta sẽ lấy lá hết ngày 15 à, 15 lấy lá xong bữa 16 người ta sẽ vô chiều 16 người ta sẽ vô mùng chiều 16 4 năm giờ đó là mùng đâu đó ngon lành hết chiều 16 ghi cây vô Trầm xuống là chiều 16 nè 17 nè chiều 17 nè à, ngày 18 nè chiều 18 là người ta sẽ háo ra thì nó sẽ tổng làm sao lấy buổi chiều trước nó mới ra được 3 buổi chiều nha 3 buổi tối á chiều 16 vô mùng là hết được một buổi tối nè à, qua ngày 17 chiều 17 rồi à, ngày 18 chiều 18 là người ta sẽ háo ra thì nó làm anh em canh như thế nào mà nó cứ ba ba buổi tối hai ban ngày là được mình vô sẽ vô buổi chiều và kết thúc ở buổi chiều luôn ha cái này giờ nó hùm hơi nè em thấy không đây mồ hôi nó đổ nè giống như mình ghép cây vậy đó anh em đây. vô đây nó nóng dữ lắm anh em vô đây nó hùm nó nóng coi nè mùi xương nè thấy không vô, vô trong đây em quay lẹ Đây hồi ra xỉu luôn á vô trong đây giống như là nó nó hùm hơi rồi ha đó mình giống như cái kiểu giống như cái dạng mà hấp á anh em hấp như thế nào thì nó sẽ như thế đó luôn á ha thì không khí trong đây nó mình sẽ kiểm soát được thí dụ như mà lỡ trời lạnh đi thì mình sẽ bắt cái bóng đèn ha bắt bóng đèn lên để kiểm soát nhiệt độ buổi tối thì làm cho không khí nó ổn lại còn nếu mà như băng băng ban ngày em vô đây em chịu không nổi anh em ơi nó nó nó, nó không có không khí à, vô tổng nó ngọt liền luôn ta Vô tổng nói chuyện mà gà sao sọc dưa luôn á à, vô trong đó nó hùm trong đó ha thì mình sẽ kiểm soát được cái nhiệt độ của nó khi mà lỡ như mà mình thấy cái cây của mình đi 16, 17, 18 Mình thấy cái cây của mình nó ổn Thì khoảng nửa tiếng Hoặc là một tiếng gì đó Anh em mình sẽ xịt nước một lần ha, Xịt nước cho nó 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 mát, nó nhẹ cái cây lại Để cho kích thích vỏ trấu của mình nó tróc á Còn nếu mà mình cảm thấy cái cây của mình nó hơi sớm Thì mình sẽ dở cái bạc lên cho không khí của mình nó lan vô tổng bớt nha Tại tổng nó hùm lắm Em vô tổng chưa được hai phút Là thở không nổi anh em Vô trong đó nó rất là nguy hiểm ha không có xịt thuốc xịt bọng gì trong đó hết chủ yếu là mình áp cái không khí thôi ha ở trong đó nó hùm lại bởi vì ghép mai nó nó, nó 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 không bị héo anh em mình tùm bịch kính là cái bo của mình nó không có bị héo thì cái này nó cũng y gan như vậy thôi ha. ở ngoài đây là mình ngăn chặn gió luôn bạc kêu su là mình ngăn chặn gió rồi mùa xương rồi nước là mình sẽ kiểm soát được hết nên cái cây của mình hầu như là mình ngày 15 mình lãi cái tỷ lệ thành công của mình sẽ rất là cao ở đây rất là nhiều nhà vườn làm như cái kiểu này nhưng mà năm nay thì đa số là người ta sẽ lãi ta để ở ngoài nắng nhiều nên em cũng quay ở ngoài tại vì cái cách này là cách của nhà vườn làm còn mà anh em mình thì nhiều khi một hai cây anh em mình đâu có làm cái kiểu này đâu nên em không có quay này chủ yếu là quay cho anh em mình tham khảo thôi ha nó gió đồ bạc cây su đồ anh em thấy không gió đâu luồn như không được đâu nên nó sẽ không có cái tình trạng là bị nở sớm ha mình sẽ kiểm soát được hai khoảng một tiếng nửa tiếng đến một tiếng là mình sẽ xịt một lần và mình phải ở trực tiếp ở đây mình canh ví dụ như bữa nay nắng gắt quá dở cao su lên cho không khí nó lòn vô cho nó mát lại bớt ha, mình giảm cái lượng nóng lại trong đó lại bớt còn mà tối mà nó xuống nhiệt độ ở ngoài ví dụ như ở ngoài nó 20 độ thì mình sẽ bật bóng đèn gắn bóng đèn đèn nhiệt á đèn sông thanh long á anh em cho nó nóng nha cho nó, nó nó nó, nó, nóng nó ấm lại một tí giống như những anh em miền bắc mà người ta làm bông đào làm lông này lông nọ rồi đó hoặc là bông tan đó những anh em miền bắc đó, khi mà thời tiết lạnh quá nó bị nở trễ nở sớm rồi đó, thì người ta sẽ cũng đưa vô đây tại vì không khí của người ta là không khí lạnh thì mình làm như vậy là thì nó sẽ hạn được không khí lạnh ha vô đó phải vô đó quay được ngon để hồi nó... em vô tổng nó quay vô tổng cái nó hực lên cái là tự nói chuyện nó khác liền luôn anh em nó hỏi giống như không đủ không khí gì đó xịt dây nè xịt nước ấy. khi mà ở đây thì thuận xịt nước nè là sẽ dở bạc cho gió nó lùa vô rồi bắt đầu mới vô xịt nước mình sổ đắp lại tiếp nha vô tổng xỉu á hai người nha nếu mà làm này nói thì cái này là cái mức độ an toàn thôi nhiều khi vô tổng nó bị đột ngột không khí nè nên là nó khó 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 chịu lắm còn những cái hàng mà của mình á mình nở bị nở sớm rồi thì mình đâu có làm cái khâu này chứ mình nở sớm là bây giờ mình phải tưới nước và mình đem vô nhà mát lấy chỉ lấy nắng sáng chứ không phải là ngưng ngưng nắng 100 phần trăm mình vẫn phải lấy nắng sáng nha hôm nay là ngày 17 rồi thì 17 thì nó nó, nó sẽ chưa có tóc đâu 17 10 27 27 tháng 1 thì nó chạy ra ngày 17 âm lịch à, nó chưa có tóc đâu nè hôm nay là mình mới có trùm cái ngày đầu tiên là tại vì chiều 16 là nó đã qua ngày 17 rồi bữa nay mình tính ngày 17 nè ha và ngày 18 đó là chiều ngày 18 mình sẽ ra mùng trước khi ra mùng là mình phải dở lên dở bạc lên cho cái không khí ở phía tông vào buổi chiều mát á Ví dụ chiều nay đi em tầm được một à, hai buổi chiều rồi với hai ngày rồi tới chiều nay là em sẽ dở ra nè là hai ngày và ba đêm nha đừng có quay ngược lại ba đêm mà hai ngày à, quay lại ba ngày hai đêm là nó, 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 nó sẽ bị khác thì nhanh em sẽ bị nổi sớm nha à, nên chiều khi mà dỡ mùng lên mình phải dở ra cho không khí nó lòn vô cho nó mát xong bắt đầu mình đưa nó ra từ từ chứ không phải là đột ngột dở cái bẹt giữa tươi nắng ha thì nó sẽ bị sốc sốc nhiệt có thể là cái bông của mình sẽ bị rụng cái này là một cái cách xử lý rất là ổn để với những anh em nhà vườn khi mà ta đã nắm được rồi thì ta sẽ làm rất là ok còn nhiều khi anh em mình không có nắm được anh em mình làm nó sẽ bị hư luôn á Chỉ năm nay em thấy cái khí hậu thời tiết nè nếu mà lại ngày 15 16 ha 10 15 15 lại dảo 16 lãi cúc thì hầu như là anh em bỏ ngoài nắng được chứ anh em mình cũng không có cần vô mùn như thế này ừ. ừ. khác liền luôn nè ừ. rồi mình tùm kính nha đây anh em thấy không giống như nước ở trong đây nè hồi nào cái cây của mình nó cũng giữ được cái độ ẩm trong cái đường thân ha khoảng nửa tiếng đến một tiếng là mình sẽ xịt qua một lần ha. cái cái trùm như vậy nè nó sẽ được một cái lợi rất là hay tại vì á nụ bự và nụ nhỏ nó sẽ lên một lượt ha nó sẽ lên một lượt thí dụ như anh em mình lãi thủ công mình bỏ ở ngoài nắng đi thì cái nụ bự này nè cái nụ này nó sẽ tóc còn cái nụ nhỏ nằm cái bên nó sẽ không tóc ha nhưng mà khi mà anh em mình trùm như vậy thì bự nhỏ gì nó cũng lên một lượt hết bự nó sẽ lên nhiều búp và nhỏ nó sẽ lên một hai búp gì đó nhưng mà nó vẫn lên luôn lên điều gan cả cây luôn nó sẽ không có bị nín lại cái này khoảng 18 18 gam mùng rồi em sẽ quay cho anh em mình theo dõi cho anh em mình luôn à, nè, nó tóc nó sẽ tóc đều hơn à. cái này mới vô con đêm với buổi sáng bữa nay 17 thì nó chỉ có mới có một đêm và mấy tiếng đồng hồ thôi nó chưa có có thấy đâu với lúc gài là nó chưa có tóc nha anh em lúc gài là nó chỉ hơi trắng trắng như vậy thôi cái nụ anh em mình cảm giác mới nếu mà anh em mình lại 14 15 phải không thì hôm nay cái nụ mai của anh em nhìn nó có cái cảm giác là nó đã nở to ra rồi ha nó nó không có róc vỏ rấu nhưng mà nó đã có hiện tượng là anh em thấy nó hơi phun phun nở ra rồi lúc trước của mình nó nắm sát vậy nhưng mà bây giờ nó sẽ giãn như vậy nè ha đó rồi tới 19 20 bắt đầu nó sẽ bung những cái vỏ tấu đầu tiên tới ngày 23 nó sẽ phun ra rất là nhiều như vậy là nó sẽ đúng nha anh em Này, hồi nào trong đây nó vẫn giữ được cái ở trong đây không phải là nó nó nó, nó quá nóng nó quá hầm ha, nhưng mà nó sẽ giống như cái kiểu mà nó nó nó, nó, nó cái nhiệt độ của mình nó nặng á nó, nó giống như phòng lạnh vậy đó ha nó không có không khí vô nó bị nặng mình khó thở y như mình ở trong cái máy lạnh vậy đó nó hơi hầm nó hơi đổ mồ hôi giống như sông hơi cái kiểu như sông hơi vậy đó nè nó giống như không khí nó lượng không khí nó ít thì sao nó khó thở tại cây trong đây nhiều quá Để, vậy cái mình lấy máy xịt vô quơ nửa tiếng một tiếng gì đó quơ qua cho mát anh em thấy không cái cây của mình nó vẫn còn ẩm này, anh em thấy không nên nó sẽ giữ được cái đồ ẩm quơ xương quang cái rồi hai tiếng 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 hay tiếng quơ lại tiếng hay tiếng quơ lại ha tùy theo cái cây của mình thì còn cái cây của mình mình cảm thấy nó hơi sớm dở mùng lên cho nó nhiệt độ nó vô cho không khí nó vô lại cho nó bình thường lại ha chưa hết nó đóng nó đóng đóng mồ hôi cái điện thoại camera điện thoại luôn anh em thấy không quen nó mờ luôn rồi hồi, em ra để trong đèn hồi xỉu à Quay, quay, camera nó mờ luôn cái khâu canh nụ thì em đã lên clip hồi chiều cho anh chị em mình để anh em mình xem và nắm gõ rồi ha thì mình sẽ bỏ qua cái phần đó đi hôm nay mình cái này thì nó sẽ lên nụ rất là đều anh em hầu như là một trăm phần trăm nếu mà mình làm theo cái cách này nó lên một trăm phần trăm luôn em bảo đảm với anh em nụ bự nụ nhỏ thì cũng sẽ lên điều hết thì khi mà cái đám này nó tầm khoảng 19 20 21 gì đó em sẽ quay lại cho anh em mình coi cái tỷ lệ lên của nó như thế nào em sẽ canh nụ ngày 18 19 20 21 22 canh mỗi ngày cho anh chị em mình để anh em mình theo dõi cái nụ của mình xem coi nó nó cỡ nào là nó vừa nếu mà anh em thấy nó hơn cái nụ của em nói một tí thì anh em mình kèm lại còn nó nhỏ hơn thì anh em cố gắng xịt nước ha xịt nước cứ cây mà nó đã bị trễ, cái trường hợp mà bị trễ năm nay ha, em thấy chắc có thể là bị hiếm ha, có thể là sẽ sớm. Trễ thì mình cứ bỏ ngoài nắng ha, dẫn tưới nước chăm sóc như bình thường, đừng có bỏ khô, đừng có làm cái gì hết tại vì cái lúc này là mình còn xử lý được. Chiều chủ yếu là tới cái ngày gì như 25 27 28 29 đâu đó. Những cái ngày đó là những cái ngày mà ăn thua cuối cùng của nhà vườn rồi người ta có thể là bỏ khô, người ta xịt nước luôn ha. hoặc là xịt kích gì đó còn bây giờ là mình mới có 17 18 thôi mình nên mình còn xử lý nó nằm trong cái phạm vi mình cho phép mình xử lý à, nên mình đừng có lo vậy thân cứ hai ví dụ như cái vụ nước em nói clip trước rất là nhiều anh em mình coi clip trước ha cứ à, uh, 20 phần trăm 30 phần trăm 40 phần trăm 50 phần trăm mình tăng cái lượng nước lên từ từ cái đó thì anh em mình coi phải clip trước còn bây giờ là mình chăm sóc y yeah, ra như vậy cứ rảnh nếu mà bị trễ thì cứ hai tiếng xịt nước lần hai tiếng xịt nước lần kết hợp với tu xịt À, còn nếu mà bị sớm thì cứ bỏ trong mát nha yeah. lấy nắng sáng rồi đó giờ ok còn đây là những cái phần cây mà chưa chơi tết chưa quan tâm chưa lo lắng gì nó nè đây anh em hỏi có cắt đôn sớm hay không thì đây người ta vẫn bỏ bình thường nó nở kệ nó nó già lá kệ nó nó gụng kệ nó muốn làm gì kệ nó hết à. qua tết rồi làm ăn tết đâu đó xong xuôi rồi mình làm không còn gấp nếu mà mình gấp nó nhiều cái hại lắm anh em cắt đôn sớm anh em phải phân thuốc nhiều hơn người ta chăm sóc nhiều hơn người ta cộng thêm cái cuối năm nó sẽ bị nở bông sớm hơn người ta nở bông gió hơn người ta nên cứ bỏ thoải mái qua tết làm làm nuôi cây mai tầm khoảng 10 tháng ha, là nụ nó sẽ đạt còn nếu mà mình nuôi cắt đôn trước tết mà mình chơi chơi tết cái nữa thì nó sẽ chạy ra 12 tháng rưỡi 13 tháng thì bắt buộc cái lá mai của mình nó sẽ bị vàng bị rụng nó sẽ nở sớm hơn người ta rồi, em giao ngoài đây mà giờ em còn mệt đấy giường của nó mất khi nó, nó, thiếu oxy thở ra ngoài đây em thường thường em nói chuyện nguyên một cái câu nói nó rất là dài nhưng mà ra vô trong đó là giống như mất cục liền nói chuyện không được liền ha đây những cái cây ghép bỏ bình thường nha nở kệ nó làm gì kệ nó cái này thì sẽ qua tết cắt đôn Bây giờ thì chủ yếu là lo tập trung cái hàng bông Tết thôi Còn cái này tới năm sau là còn thiếu gì thời gian lo Nên mình không có cần gấp ha à, Còn mà anh em nào mà gấp đi Thì à, vài bữa nữa em sẽ cắt đôn cái đám mai Mấy cây mai nhà của em Rồi em chia sẻ cái cách cắt cho anh em Thì anh em mình có thể là xem đó Anh em muốn cắt theo cắt Còn không thì anh em cứ bỏ qua Tết Và anh em mình cắt theo cái cách của em chia sẻ thôi clip này chủ yếu quay ngắn thôi chủ yếu là giới thiệu cho anh em mình cái khâu này nhưng mà cái khâu này thì ở clip được trước năm rồi em làm rất là chi tiết rồi anh em mình có thể là anh em mình bật lại clip trước ha. anh em mình hình như là cái đó là em nhớ là xử lý cho mai vàng nở rộ trăm phần trăm để chơi tết hay gì đó thì anh em mình bật lại clip năm rồi ha cách xử lý này thì nó cũng giống như anh em miền bắc thôi đa số là giống như anh em miền bắc để người ta kích bông lúc mà mùa lạnh mình sẽ kiểm soát được cái nhiệt độ nên mình không có quan tâm là cái thời tiết bên ngoài nó như thế nào ví dụ như mình giao cho trời những cái cách thủ công của mình á mình lãi lá xong mình bỏ ra ngoài trời bình thường thì mình sẽ giao cái kiểu mà giống như giao cho trời trời nóng thì mình chịu nóng chịu sớm còn mà trời lạnh thì mình chịu trễ mình giao cho trời còn bây giờ là mình sẽ kiểm soát được cái lượng đó luôn Ha, mình muốn nó nóng thì nó nóng muốn nó lạnh thì nó lạnh, ha, muốn lạnh phải không bật máy lạnh lên hoặc là bỏ nước đá gì đó cũng được, ha, tại vì trong đây nó sẽ giữ được ẩm, mình sẽ kiểm soát được cái kiểu như em nói là kiểm soát được thôi chứ không phải là như cái máy lạnh. Ha. Còn ví dụ như mình muốn nóng thì mình bật bóng đèn mình xong ha, kết hợp với xịt nước rồi đó thì mình sẽ kiểm soát được cái lượng đó nên nó sẽ an toàn hơn. Còn đối với những cái cây mà nở sớm rồi á thì đừng có vô máy lạnh nha anh em đừng có nghĩ bỏ vô lạnh nó không nở bỏ vô lạnh nó sẽ bị rụng bông nha anh em bỏ một thời gian dài quá thì nó sẽ bị rụng bông á nên anh em mình bây giờ cứ bỏ ngoài không khí ngoài bình thường và bỏ chỗ hơi mát thôi ha. rồi những cái ngày mà 25, 26 cùng lắm á, thì anh em mình có thể là ginh vô nhà chơi sớm để cho nó hạn chế nắng luôn cũng được ha. Cái đó thì em sẽ lên từ 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 từ, từ. mấy clip sau em sẽ lên em chia sẻ Anh em mình có, có những cái câu hỏi nào đó mà mình liên quan đến mai vàng ở cái khâu Tết này nè Thì anh em mình cứ bình luận vô những cái video mới nhất của em đi Ha, thì em sẽ coi đó, và em trả lời Còn kế bên đây là một cái lô đi Đà Lạt Lúc mà lãi lá, em có có quay cho anh chị em mình nè Thì à, người ta lãi lá hồi à, bữa 9, 10, 11 rồi đó ha, Thì hôm nay nó cũng đã lên nụ ngon lành hết rồi nè Cái này thì tầm khoảng 19, 18, 19, 20 là người ta sẽ có lên xe đi rồi nha anh em Tại vì ở đây hàng năm là người ta sẽ lên làm nụ rất là sớm ha. Đây, coi nó lên rồi nè cái này là không có trùm mền nha lãi lá tự nhiên mà cái thời tiết năm nay em có nói tước cái khúc này em nói thời tiết năm nay nó rất là thuận lợi chứ không phải là tới giờ này em mới nói đã có những cái dự đoán trước rồi tại vì nói chung là mình làm nghề thì mình sẽ biết cái nhiệt độ không khí và hàng năm mình như thế nào mình cũng được tư vấn khúc nào khúc nào khúc nào, khúc nào rồi em mình đã nắm được cái quy luật của nó thì mới chia sẻ lại chia sẻ trước để chặn đầu để cho anh em mình khắc phục chứ còn mà đã tới rồi bây giờ ví dụ như cái này ừ này đã nở thì em nói đã nở thì nói chuyện quá bình thường À, mình cũng sẽ có cái tư duyên tí à, ta lấy lá nụ của nó lên rồi nè anh em Ủa, như vậy thì chất lượng quá chất lượng luôn rồi anh em đúng không đây à, ha một cái cây mai mini như vậy thì giờ nếu mà buông ra giá thị trường thì nó tầm em độ thôi nha tầm khoảng trăm hai cho đến hai trăm ngàn tùy theo mình đi đâu nữa thí dụ như á tại sao anh em hỏi trên lệch như vậy phải không thí dụ như giờ không phải là cái nhà vườn này người ta bán đi mà người ta bán tại vườn cho anh em mình giá là trăm ngàn cây anh em lên thành phố từ đây lên thành phố thì cái tiền chi phí của tất cả mọi người đều lên tới là nó tầm khoảng thêm hai 000 ngàn cây nữa là vốn người ta ra tầm hai thì người ta bán tầm khoảng tầm bảy tầm tám tầm gửi gì đó còn nếu mà người ta đi ra đà lạt thì cái tiền chi phí vận chuyển xe cộ lô bộng người ta sẽ nó cao hơn thì bắt buộc cái chi phí của người ta, người ta sẽ ra tầm tư tầm gửi thì người ta bán sẽ tầm tám hay tầm còn ví dụ như đi ra hà nội luôn cây này ở trong đây tại đây tại gốc tại vườn không có tốn chi phí gì nó cũng là trăm ngàn thôi nhưng mà mình di chuyển nó ra tới hà nội là cái vốn nó đã tầm bảy tầm tám thì bắt buộc ta bán phải hai trăm rưỡi ba trăm ngàn à, tại người ta bỏ cái đồng vốn ra nó cao hơn nên anh em nhiều khi hỏi sao làm sao có cái giá chuẩn được tùy phải chi phí của mình nó như thế nào nữa ha à, chứ không phải là cứ đây tại sao đây bán ở trong vườn bán có 100 trăm ngàn mà ra tới ngoài chợ bán lại hai ba trăm bốn năm trăm gì đó cái đó là cái chi phí chứ đâu mà ai thì mà tự nhiên chở lên tỉnh bán quầy vốn hoặc là bán lỗ cho anh em mình đúng không người ta phải bỏ đặt cược nữa anh em ví dụ như người ta mua một ngàn cây như thế này nhưng mà nó nở có chín trăm cây còn trăm cây kia bác không được người ta bỏ là chín trăm cây này nó phải gồng qua một trăm cây kia nữa à, cái đó là cái việc mua bán thì phải như vậy bắt buộc em không có không, không có binh ai tên nó bán là phải lời chứ không có ai mà đi làm giùm hết trơn á em nói thật sự cả ai cũng vậy hết anh em cũng vậy em cũng vậy nè khi mà em mua bán em kinh tế là mua bán em phải có lời em mới bán chứ không có ai mà nói cái kiểu bà tội tôi này này là tôi làm dụng trả anh chở bán tôi bán lỗ không có đâu lời ít lời nhiều thậm chí sẽ có những trường hợp bán lỗ là như cây đó cây cặn còn năm bảy cây đi về bán cho nhanh luôn thì cái trường hợp đó ngoại lệ thôi chứ còn mà bán là phải lời đây những cái hàng nè nở lên nụ nè lên ở đây đa số là đi đà lạt nó sẽ vô vậy chứ không phải là cái này anh em mình nói nổi sớm đâu bắt buộc ha, khi mà mà mình đi lên chợ thì nó sẽ có một cây nở trước cây nở trễ cây nở sau cây nở sớm gì đó rồi bắt đầu người ta phải xử lý cái khâu này là cái khâu xử lý mình nè à. đây anh em thấy không em chia sẻ cho anh em mình để anh em lấy kinh nghiệm của mình còn cái này là người ta đi đà lạt là người ta sẽ đây những cái ví dụ như cái trường hợp này là cái trường hợp lên búp xanh ta bỏ bỏ nhà lưới lan này anh em thấy không em chia sẻ cho anh em mình như thế nào thì nó sẽ như thế đấy thôi bỏ trong lưới lan còn ở đây á anh em mà không có lưới lan thì anh em mình bỏ ngay chỗ cái bóng cây còn anh em thì bao nhiêu số lượng cây đây mà kêu bỏ vô cái chỗ mà cái hiên nhà thì nó đâu có đủ chỗ để bắt buộc người ta sẽ che lưới lan để giảm cái lượng nắng xuống yeah. lên bút xanh rất là điều luôn bởi vì em nói thời tiết năm nay rất là thuận lợi lên bút xanh vậy là đi đà lạt lên xe là báo phát rồi yeah. với cái này có giao một mớ khách cho 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 Hà Nội <laughs> Hà Nội người ta đặt lên rất là đều luôn đồ này súng bông luôn nè này. này là lãi với cái mức là thủ công không có hề che mùng về tên tại cái thời tiết nó thuận lợi rồi ôi nó lên rồi nè em ơi quá đạt luôn quá chất lượng cái lô này nghe thiệt về là anh em mình không túng nữa thôi anh em nên em coi nào. một cái cây mai như vậy đây mà lại với cách thủ công bỏ ngoài nắng bình thường mà nó lên như vậy thì đâu còn cái điểm nào mà chê nữa anh em thấy không tại sao ưu tiên gốc nhất già mùa thì đây nó thể hiện cho anh em mình coi ha gốc nhất ghép chỗ này già liền cốt 100% trăm phần trăm lên nụ rồi nè ghê hồn không lâu này là báo phát lâu này trúng đà lạt nó lạnh lắm nha anh em khi mà cái cây của mình nó anh em thấy như vậy ở tông miền tây khí hậu của mình nó nóng thì anh em mình có thể nói sớm nhưng mà khi mà mình chở ra ngoài là nó đứng trăng luôn anh nó đứng trăng luôn thí dụ như cái nụ này đi cái nụ này là tầm khoảng hai ngày nữa mới nở ha ngày mai là sẽ le vàng ra ngày mốt nó sẽ nở nhưng mà khi mà mình chở cái nụ này ra tới đà lạt nó nằm đây 5 ngày nè cái nụ này nó sẽ nằm 5 ngày 7 ngày luôn á nó mới nở cái ra ngoài nó lạnh ra lớn sừng anh em ở miền lạnh là anh em mình biết rồi ha hồ cái lô này quá trời lên nụ luôn quá đạt đi Đà Lạt thì quá chuẩn nha khỏi cần chỉnh luôn thì, uh, giao uh, giao Hà Nội mình như 19 19 giao Hà Nội quá wow, ok gửi lên thấy ghê thời tiết hôm nay nó thuận lợi nó thuận cái thì nó dễ lắm anh em đây mình bỏ trong nhà lưới nhé đối với những cái cây nào mà mình cần lên với, với với cái trường hợp này đây ở đây nó không phải là lên điều cả cây nó còn một số đang tóc vậy nè ha thì mình đưa nó vô nhà lưới thì nó cái mấy cái kia nó cũng sẽ tóc đi theo luôn chứ không phải là với với cái phần này nè em nó lên như vậy cái cây của mình nó hút nước rất là nhiều nha lúc gài nuôi nụ xanh như vậy là nó hút nước cực kỳ nhiều chứ không có nói gì rằng nó hút nước hơn lúc mà nuôi nuôi lá đó ví dụ như cái chậu này đi ngày bình thường nó còn lá là anh em sáng tưới đầy chậu chiều là nó vừa khô phải không nhưng mà cái cây này bây giờ ha sáng anh em tưới tới tầm khoảng 3 giờ là nó hút nước nó khô luôn cái chậu này đó nó hút nước để nó nuôi cái phần nụ lên đó anh em thấy không một cái búp của mình một cái búp đây là một cái búp lúc trước nó nuôi có một cái búp với hai ba cái lá thì thôi mà bây giờ nó nuôi nè hai bốn sáu cái bông ha cái búp này nó nuôi sáu cái bông một cái nụ mà nó nuôi sáu cái bông nó nuôi nhiều hơn lúc mà nó nuôi lá nha nên anh em mình phải canh nước chứ anh em nhiều khi thấy thấy cái lớp mặt ở trên đây nè nó còn ướt nhưng mà thật sự anh em mình cây lên nó nhẹ phao á ha là nó sẽ bị khô nha nó ướt cái lớp mặt thôi anh em mình sợ nó dư nước cái này mình không dám tưới anh em mình chỉ tưới phơ phơ ở tên thôi nên cái lớp mặt của mình nó ướt nhưng mà thật sự cái cây của mình khi mà mình cầm lên nó sẽ bị khô nên anh em mình nhớ kiểm tra cho kỹ cái lô này trúng chắc luôn anh em ơi đi đà lạt mà dày là không có con đường nào mà chê hết bữa nay 17 bảy rồi cái này thì 18 tám ta đi phải rồi quá ngon luôn lô này là vậy là có thịt có cá tết có gì cái tết có thịt có có, có tôm nè <laughs> quá ngon Nha. còn những cái cây nào mà chưa nở thì người ta vẫn bỏ ngoài phía nắng này nè em thấy không nè, người ta rút lõm chởm hết tân anh em thấy không khi mà tên cái sân mai của mình mình lãi đồng loạt thì nó sẽ có một số đi sớm một số đi trễ một số nở trễ luôn ha thì những cái cây nào mà nở ok rồi người ta sẽ thấy vô nhà lưới ok ta thấy vô nhà lưới như ở trước em có nói với anh em á nhiều khi anh em mình không có coi anh em mình sẽ nhảy vô clip này nó ừ thằng này nó nói vậy nở sớm rồi mới làm vậy nở tể mới làm vậy cái này là anh em mình xuyên coi clip em là anh em mình nắm gõ hết em đã nói rất là nhiều lãi chín tám chín mười là người ta đã lãi rồi thì người ta đã nói cây nào nở ta sẽ lên xe ta đi cây nào nở ta lên xe ta đi ha, đi đà lạt là không có sợ không có sợ cái vụ bông này thí dụ như giờ trường hợp em nói cái này nở trễ đi 25 ta đi cũng được nữa bây giờ bỏ tự đây bỏ đây đại đây cho nó nắng ở chỗ mình là nó nóng cho nó nở banh sát luôn rồi tới 25 ta lên xe ta vẫn đi được vẫn đi được ha? À, còn á, nở sớm đi lên xe sớm Đà đạt, đạt là bữa đợt trước em lãi lá là em có nói rồi mà đây thì chuyên đi Đà Lạt đi cả chục năm rồi ha? đó như mấy cái này thì vẫn bỏ ở phía ngoài cho nở thoải mái rồi nào nở lên xe nở lên xe đi đà lạt là em thấy nó khỏe nhất Còn chỉ cực cho những anh em đi sài gòn thôi đi miền tây thì bắt buộc mình ở đây mình phải xử lý bông vòng ở đâu đó cho nó ok hết rồi mình mới trở lên phố ha, còn đi đà lạt đi hà nội rồi là em thấy y ăn với anh em thấy ông bông nhãn thọ bông cúc đồ cũng vậy á người là những cái lô nào mà hà nội đặt á là người ta khỏe dữ lắm cứ làm sớm không có sợ sớm không sợ gì ta hôm nay chừng nào mà nó nở người ta sơn xe, xe ta đi ha không có lo không có lo gì cái vụ bông vòng này hỏi là nó nở đều hay không thôi chứ còn nở sớm hay nở trễ nó không còn là vấn đề nữa đối với anh em mình à, bán ở sài gòn bán ở miền tây thì còn lo ngại cái vụ mà nở sớm nở trễ đi chứ còn đà lạt em thấy ổng khỏe muốn chết luôn cậu em mà à, lại không khỏe dữ lắm cây nào nở thì cứ lên xe đi cây nào nở lên xe đi không có lo lắng tân bây giờ đã vườn tược ta lúc trước ta cắt đôn ở phía sau người ta cắt đôn sân bọng đâu đó người ta xong ngon lành hết rồi giờ là chuẩn bị đi thôi không biết ngày nào đi thôi ngày nào nở tôi đi ngày nào nở tôi đi nên nó khỏe lắm anh em đà lạt nhưng mà cái chi phí xe cộ đà lạt có nặng à, cái chuyến xe nó nhiều hơn cái tiền lô ở tầm sài gòn à, ví dụ như cái lô tầm sài gòn 15 triệu 10 triệu 20 triệu diện lô nhưng mà chuyến xe của mình nó cũng chục mấy triệu rồi nha và cái thời gian đi của mình nó cũng hơi lâu hơi xa hơn người ta nữa qua wow, đã luôn mà nó nở đạt ghê luôn anh em bởi vì gốc nhất dẫu gốc nhất hồi nào nó cũng anh em được ưa chuộng nó lên búp cái này nó đều bên đó cây nào nở là ta ginh vô nở ta ginh vô rồi chờ lên xe xe thì chạy lại tới cửa cây lụm còn những cây dưới bồn anh em theo bỏ bình thường qua tết làm không có gấp tại vì người ta lo với cái đám này thôi rồi bữa nay là 17 ha em cũng lên cái này clip này clip thứ hai để canh nụ cho anh em mình rồi thì ngày mơi mày mơi nếu mà rảnh thì em sẽ tỏ cho em quay uh, tiếp cho anh em quay chỗ khác cũng được nhưng mà em sẽ chia sẻ cái nụ nào của mình đó nhưng hôm qua 10 16 em mới lên clip chưa tóc nha anh em chưa tóc nụ nha đừng lo 19 20 21 22 nó mới tóc nha nha để sẵn có cây này nói thêm tí nữa ví dụ như bữa nay 17 miền tây mình ha 17 anh em mình không cảm giác cái nụ của mình nó sẽ no tròn như vậy là 17 ha 17 rồi cái cái kéo đây là 18 nè đang thấy nó có hơi tóc tóc ca 18 nè ha. Này 19 nè ha. 20 nè ha. Cái này 20 cỡ này là vừa. 21 ha. À 22 ha. 23 ha. Đó, vậy là lụm. Đây chỉ lại một cái nè. 17 nè. Cỡ này. Có hơi no tròn. 18 hơi tóc tóc. 19 hơi tóc đây có hơi xanh xanh ha. 19. Đây 20 ha. À, 21 nè, 21. 22 em ba rồi lượm trong cái dòng cái nhánh trong cái nhánh này là nó đủ cỡ cho anh em mình chơi luôn nha anh em thấy rõ ràng ha đây nguyên cái nhánh này là nó tầm khoảng từ 17 cho đến 23 là nó sẽ nằm trong cái nhánh này không nè anh em mình coi ha 17 18 19 20 21 22 23 ha đó anh em coi từng giai đoạn ha anh em coi cho kỹ ha 17 có thể nhấn video lại để anh em mình so sánh ha 17 nè 18 ha 18 nè 17 18 cả cái hai cái... bữa nay là 17 thì chiều nay em đăng rồi thì qua 18 thì nó cũng cỡ này thôi 17 18 là nó sẽ no tròn như vậy thôi có cảm giác giống như cái nụ mình nó trắng thôi ha, 17 18 19 ha, 20 ha, đó, 21 22 gì đó 23 nè, mấy cái nụ này cỡ này ba cái nụ này nè anh em để biết anh 21, 22, 23 ba cái này là lụm 21, 22, 23 à, Là ba cái này anh em mình canh theo ba cái này là tới ngày đó là chuẩn Bởi vì em ấy chia ra cho anh em mình đó Mấy cái ngày này nó vẫn còn đen Nhưng mà bắt buộc tới 19, 20, 21, 22, 23 rồi đó Nó phải có hiện tượng tóc vỏ tấu Còn bây giờ là nó cứ đen thôi Nó đen nó cứng như này này ha yeah. Hơi trắng trắng thôi rồi cảm ơn cô chú anh chị em mình đã bỏ thời gian ra mình xem á tại vì clip hồi chiều 5 giờ em đăng cho anh em mình cũng khá là chi tiết còn này mình chú ý rồi đi dạo chơi để chia sẻ thêm thôi chào cô chú anh chị em mình luôn nha